mua về, rồi mấy cái mồi xôi ếch, xôi cá, rồi đấm tiệc, đấm tùng, làm cái cành nó hết. Đó, từ cái đam mê là sử dụng đèn, bán đèn. Có cái khoảng dừng 5 năm nay mới nghĩ rằng nó hiếm. Nó và chào cô bác quý anh chị đã quay trở lại với video clip của Bùi Hồ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt ở một cái con hẻm của thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Hôm nay Bùi Hồ tìm đến đây để tìm đến một cái ngôi nhà của một chú. Thì ở đây người ta gọi chú là bác sĩ đèn măng sông. Vậy thì trong cái quá trình mà tôi chú sưu tập về đèn măng sông như thế nào, tại sao có tình yêu đặc biệt với nó, thì Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ nha. Đây là ngôi nhà của chú. Dạ con chào chú. Dạ. Thì chú đang soạn lại những cây đèn của mình hả chú hả? Ừ. Dạ. Cái này coi như là cái trăm năm rồi, của Đức Chúa hồi cái đầu cái kỹ thứ nhất. Cây đèn măng sông này cỡ trăm năm. Trăm năm rồi. Dạ. Chú ơi, thế bây giờ thì hôm nay con đến đây thì chú có thể cho con một tí thời gian để con có thể trò chuyện với chú về cái tình yêu đặc biệt đối với cái đèn của mình không chú? Chú, con là Bùi Hồ. Hôm nay con được biết đến đây với chú với một tình yêu đặc biệt với đèn măng sông. Chú cho con biết là tại sao chú lại có tình yêu đặc biệt đối với nó hả chú? Chú đam mê nó hồi trẻ đó. Dạ. Bởi vì một cái đèn đương nhiên, chú có trong quê đó, tối tăm không có đèn, trong khi thấy bốn cái đèn chiếu sáng lên để mà làm một cái tiệc đám cưới rất là dễ dàng mà rộng thênh thang. Từ đó là ham mê ánh sáng đó. Vậy nó đâu có gì, miếng dầu vô là nó sáng rồi. Tại vì đèn thường của mình so với đèn măng sông thì nó vẫn là nhiên liệu của nó vẫn là dầu. Dạ, dầu. Dạ. Nhưng cái đèn măng sông nó rất tỏa sáng. Dạ. Một cái khuôn viên khoảng chừng 100 mét vuông, 200 mét vuông là bốn cái đèn bốn góc là sáng coi như là thoải mái. Chú mà một dạ. Cái đám cưới đám tiệc rồi kia xài sử dụng nó. Mà cái đèn mà nếu đúng nguyên chuẩn nó là từ tối tới sáng nó đúng là một lít một xì dầu. Đã đam mê ánh sáng đó. Rồi đôi khi rồi mua về rồi mấy cái mồi xôi ếch, xôi cá, rồi đấm tiệc, đấm tùng, làm cái cành nó hết. Đã tự đam mê là sử dụng đèn, bán đèn. Dạ. Đó, bây giờ cũng bán nhưng mà tiếc để dành nó ngắm cho nó đúng thoảng cái niềm đam mê đi. Rồi dạ. giờ ông thấy khi làm biến bán ra nữa. Bây giờ như là ngoài ra còn lớn tuổi rồi chứ tiếp thu thêm sửa đồng hồ kiếm tiền thêm chút gì đó ra chú rất đam mê. Dạ chú đã từ lúc mà đam mê đến đây là đã được bao nhiêu năm rồi chú? 40 năm. 40 năm. Rồi tiếp thu xong 5 năm sau là bắt đầu là sử dụng cái đèn rồi đó. Dạ. Đó. Thành ra chú đam mê ngồi đeo ra không có bỏ nó trong nhà không mà gắn đèn có lúc bán là không muốn bán nữa. Ngồi mê ngắm chứ những cái đèn người ta sử dụng người ta giữ kỹ nó rất là tốt. Dạ. Đúng như cái hạn rồi cái đèn đây, qua đèn này nó ta sử dụng nó không móp mà độ bóng nó còn. Dạ. Nó là những cái đèn kiến nó còn luôn, nó giòn cho nó. Cái hạn những cái đèn ta sử dụng nó. Đó, ta sử dụng là nó cái nào kiến nó còn thì nó đẹp như này. Dạ. Là những người ta xài kỹ. Thành ra nó được tốt. Vậy là mình cũng bây giờ cũng trân trọng cho tới đâu hay tới đó. Chừng nào mà mãn nguyện cũng đầy thôi mà vẫn thoải mái. Vậy đó. Dạ con xin phép là năm nay chú là bao nhiêu rồi hả chú? Chú năm nay 67 tuổi. Chú 67 tuổi, vậy là 20 mấy tuổi là chú đã đam mê với nó rồi. 30 mấy tuổi, 32, 33 tuổi đam mê. Dạ, khi mà cái niềm đam mê của mình thì con thấy ở chỗ cái phòng của chú á là rất là nhiều đèn. Vậy cái nguồn đèn ở đâu mà lại có nhiều như vậy chú? Là chú ở cái miền Tây này mua mấy cái rửa phế liệu có, rồi ép chai mấy cái mua dạo có rồi gom lại hết. Dạ. Như con cái miền Tây này phải nói về Bạch Giá, Hà Tiên, rồi Tri Tôn, Bình Quỳnh, Tri Tôn, Sở Tón, con những miền Tây này chúng giác, Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, rồi Châu Đốc, Tân Châu là như là có mối mang sẵn, nó có đàn chú lên chú gom rồi, chú không cho sót cái nào lên không, bây giờ cũng này không sót nào ra mà gom lại ngắm cho nó mát. Dạ. Hiện nay thì chú đã sưu tập được bao nhiêu cái chiếc đèn măng sông như thế này? Bây giờ là còn có trăm mấy, 100 ngoại. Dạ. Chứ không có nhiều, nó lúc này hết đèn rồi. Bây giờ còn trăm mấy,
Từ đó giờ thì chú đã sưu tập từ lúc mà chú đam mê là 32 tuổi đến giờ thì đã được bao nhiêu chiếc đèn qua tay của chú rồi? Khoảng chừng vài chục ngàn cái đèn, vài chục ngàn cái đèn đó. Dạ. Là thay trước chú bán thành phố đó. Một tháng chú bán trung bình 150 cái đèn. Dạ. Mà chú bán ròng rã 20 năm, đến dạ. Là 30 mấy chục ngàn cái đèn. Dạ. Rồi thành ra tới giờ thấy hết rồi chú giữ lại mới đi làm kỷ niệm. Bán thì cũng hết, lên phố bán hết liền. Nhưng chú giữ lại. Ra ngoài nhà mà chợ lớn chợ Kim Biên là bán hết trơn rồi. Dạ. Nhưng mà tại muốn giữ lại để làm kỷ niệm cho cuộc đời mà. Lúc mà chú chơi đèn thì lúc đó đèn măng sông nó có giá trị không chú? Chưa đâu, chưa có giá trị đâu. Dạ. Lúc đó là chủ yếu là bán ra chi bộ đảng thành phố bán Bình Thuận. Dạ. Bình Thuận, Phan Thoa, Rang, Phan Thiết, Phan Lý, bán Phú Quốc, nó mới đi biển đánh cá đó. Dạ. Mới siêu tầm ra đi đánh cá. Rồi tiêu thụ nhiều ổ đèn rồi nó hỏi sao hết, nó một lần bão với gió với sông là nó lật cái thúng là nó mất đèn à. Thành ra nó tiêu thụ hoài, khi mà chú biết là nó cạn đèn chú giữ nó mới đi chơi. Dạ. Lúc đó là chú chỉ vì đam mê đèn, ánh sáng của đèn chú mới chơi. Chú có nghĩ rằng là sau này nó sẽ trở thành một đồ cổ quý giá như bây giờ không chú? Có cái khoảng chừng 5 năm nay mới nghĩ rằng nó hiếm. Nó hút hàng là nó sẽ thành đồ cổ. Dạ. Nó hết hàng rồi bắt đầu nó có giá trị rồi. Lúc đầu nhiều quá đâu có giá trị đâu. Nhưng mà vài năm sau chú biết có giá trị rồi. Thành ra từ cái đó chú giữ là để kỷ niệm mình chơi. Dạ. Lại lớn tuổi mình. Thì hiện nay thì cái chiếc đèn mà nó đa giá trị nhất đối với chú là về cái thời giá trị về cái thời gian á, thì chú đã sưu tập được cái đèn nó cái tuổi thọ là lâu nhất là bao nhiêu hả chú? Nếu mà thường là nếu tính ra thì nó cũng cả trăm năm một cái. Trăm năm mà phải giá trị của đèn bây giờ cũng phải nếu mà cũng 3-4 triệu một cái đèn, hiện tại cái đèn bên vừa. Dạ. Chờ sửa cháy sẵn con dao cũng ra rồi. Không 4 triệu. Dạ. Mà đôi khi là không muốn bán. Phải bán hết lấy gì coi. Cái đèn ít nhất là bây giờ là khoảng 100 năm hả chú? Nếu mà tuổi họ, nếu mà cái tên tuổi nó là khoảng 100 năm không dưới đâu. Dạ. Bởi vì thầy đệ nhẹ nhất thế chiến á, là mình coi trong cái phim Đức á. Dạ. Phim Đức nó đỏ ở dưới lòng đất á. Ở trong cái lòng đất nó đã có cái đèn măng sông, nó 1.100 mấy nè. Mà bữa nay là 1.120, nó trên 100 năm. Mình coi thêm mấy cái tích chữ của mà để nhất cái chiến Mỹ dạ. Đốt đèn ăn xong ở dưới mà lòng đất đi mà làm nơi chú ẩn thì cái đèn nó có thời điểm đó rồi. Dạ. Thì vậy tới thì nay, tới nay là coi nó hơn 100 năm nè chuyện. Chắc hơn 100 năm. À, cái nguồn gốc của cái đèn này thì khi mà chú thu thập á, chú sưu tầm á thì có chú có biết được cái nguồn gốc của cái đèn đó là nước nào sản xuất không chú? Biết chứ. Nó là của Đức. Dạ. Của Đức là 100 năm mà sau này Trung Quốc mới sản xuất theo. Dạ. Mà sản xuất Trung Quốc bây giờ khoảng 70-75 năm. Dạ. Theo tuổi chú biết là 70 năm mà. Dạ. Tuổi giờ vậy nè. Nó hút hàng không có đâu, chú vẫn biết không có. Bởi vậy rồi Tết giờ không có thu được cái nào luôn. Mà đúng ra con thấy chú mua vậy nhét bảy bạn đâu có để cố định, không có chân, nó chân lực lượng không có chỗ chân. Dạ. Nó thành ra chân không mua thì có lại chứ. Để coi vậy, lâu lâu móc tay con. Vậy thì tại vì hiện nay thì cửa hàng mình ở đây là tất cả là bao nhiêu cây chứ, bao nhiêu cây đèn? Còn trên 100 cây. Còn trên khoảng trên 100 cây. Thì sau này nếu như mà biết ở những cái nơi xa chú có còn đi thu thập nữa không? Không ạ, đem gì thu hết á. Nếu mà đèn đẹp xấu không đâu nữa luôn nè. Bây giờ sao từ buổi giờ là không thâu đèn xấu mà đèn đẹp đâu là hết. Dạ. Nếu có đẹp chứ đâu. Dạ. Như giá. Dạ. Đèn đẹp. Thì toàn mất cứ ở Tân Châu cho nó đèn đẹp chứ đâu, xấu chứ không đâu. Dạ. Tháp thành cái đèn nó có, muốn đầy đủ cái đèn nó dễ. Dạ. Thành ra nó nói với con vậy đó, là bây giờ hết đèn, bây giờ mua đồ đẹp, mua đồ xấu. Chẳng mấy nói con chơi chứ gái không tính. Cái lúc đầu mà chơi thì chơi đèn thì nó giống như là thuộc dạng đồ cổ rồi. Nó thu thập nó khó khăn lắm không chú? Nó có đâu, vì chú là ngọn chỗ chú thâu chứ đâu có sợ đâu. Dạ. Chơi đèn mà chú có mặt bây giờ, thí dụ người Tân Châu có cây chơi này mà nó móc lên chẳng lấy đồ khác rồi, hồi xưa này chú gom lên vậy là mà. Dạ. Mà giờ cái đường đi chú rất thoải mái và chi phí cũng nhẹ nữa. Dạ. Nó rồi theo bây giờ cái người ra mở cái tiệm đồ cổ đồ xưa ra nó muốn chơi đồ cổ chứ chân lần mười mấy 20 cái những cái đâu. Dạ. Còn cái chút mà hoa nó chân lên là nó số lượng nhiều, còn chú đây là con gấp đi xuất xứ ra đi gom thu gom mà khác ra thì là chú có điều kiện hơn. Dạ. Thì đây đó luôn, sức khỏe tốt.
tại sao người ta lại đặt cho chú là cái biệt danh là bác sĩ đèn măng sông? Là lại đây cái giống gì chú sửa cũng được. Cây đèn của con hư cỡ nào chú sửa cũng được hết, cũng cháy hết. Thiếu cái gì là thiếu ron thay ron, thiếu kiến thay kiến, thiếu cái diệu thay đó là coi toàn bộ chú bác thay được hết. Bác sĩ sửa đèn măng sông là có hết. Nó là coi như nó là không có kỹ cái nào như thế nào cũng chưa được, cái bác sĩ mà. Dạ. Thật ra cái đồng hồ cũng sửa được, cái thân cũng được, mà nguyên cái đàn là chú có đủ điều kiện sửa hết đèn. Dạ. Thời hoàn chỉnh luôn. Đó. Con thấy ngoài đèn thì chú còn sưu tập những cái đồ cổ như là đồng hồ rồi bằng ủi đâu hả chú hả? Tại cái ngoài cái đó ra chú còn sửa được cái đồng hồ treo tường chưa? Ngồi không chỉ nghĩ mấy đồng hồ em chụp mấy ngồi đó ngồi chưa? Dạ. Chụp qua đó ngồi chưa đó hả? Dạ. Ngoài ngoài quay quay mấy đồng hồ luôn chú thấy nữa. Dạ. Đồng hồ xưa. Nó lại mà vậy. Chú có thể sửa mấy đồng hồ xưa này hết. Chưa là những cái này trên 70 năm hết. Ồ. Đó, nè, trên 70 năm chưa nè, nghe không? Nó không sửa được hết. Lúc mà chú thu về á thì nó không có chạy được hả chú? Không chạy được. Mà coi phải về phải lau dầu rồi nhờ những bí quyết nó hư phải sửa lại chứ phải là sửa không đâu. Dạ. Không có quay dần này, quay dần kia, quay dần. Dạ. Đây là những cái đồng hồ trên 70 năm hết. Cái đồng hồ này nó có xuất xứ là nước ngoài hay Pháp hả chú? Lại quay dần này mà nó quay. Dạ. Và bây giờ con có thể mở cái phần này ra xem thử ở trong được chứ? Ồ. Cái đồng hồ này như giá trị của nó là khoảng bao nhiêu tiền hả chú? Này khoảng 10 triệu. Dạ. Rồi rồi. Ồ. Đồng hồ này bây giờ đâu phải muốn gặp là gặp được. Bây giờ cứ gặp thì có gặp, mà mua không có. Dạ. Những nhà những đồ này thì coi như những người biết xài thì nó bán ra nó mua là xài luôn, mà đâu bán ra thị trường nó phải cho nổi rồi có. Dạ. Ồ, ngay cả trong này vẫn có đèn. Hả? Quá nhiều đèn luôn. Người ta thì kiếm một cái đó là khó khăn rồi, nhưng mà chú đèn cứ treo những cây đèn cổ cứ treo lển nghển ở trong nhà như thế này. Đây là đồng hồ cổ luôn. À, chú ơi, hôm nay con có tham quan cái nơi mà sưu tầm đồ cổ của chú, con rất là vui. À, con có dịp đến đây thì con cảm ơn chú rất là nhiều, chúc chú sức khỏe và luôn có nhiều những cái đèn nó sẽ tự động đến với chú. Dạ. Chúc con dạng dự như ấy.